Dạ, AK thì tụi em có vài chục khẩu. Ngoài ra còn có súng ngắn, lựu đạn và một số thứ khác nữa. Thế cơ à? Bọn mày kiếm đâu mà hay thế? Cái này của tụi em một phần, còn một phần là của bên đối tác Cam họ cho mượn. Khi nào xong thì trả lại. Còn về đạn thì mình xài bao nhiêu, họ tính bấy nhiêu. Bọn mày chơi cả với bọn phỉ Cam cơ. Dạ, trước giờ tụi em vẫn quan hệ công việc với bên đó là cho. Làm tốt lắm. Ngay bây giờ bọn mày cho chuẩn bị chỗ ăn chỗ ở cho chúng nó. Lập cho anh mấy cái chốt ở xung quanh đây. Từ ngày mai nội bất xuất ngoại bất nhập. Dạ đại ca. Em sẽ sắp xếp đâu ở đấy. Được, đi làm ngay. Dạ em xin phép. Phong. Phong. Dạ. Mày còn ngồi đó làm gì? Em làm gì được ca? Thì đi theo chúng nó. Làm được gì thì làm. Dạ. Tình huống này hứa hẹn sẽ một trận ra trò đấy. Cầu mong mưa thuận gió hòa, không có tình huống đột biến xảy ra. Anh cũng mong như vậy. Chứ đánh án kiểu này có khi người tính không bằng trời tính. Báo cáo thủ trưởng, có tin hiệu điện thoại. Ừ, mở loa lớn lên. Chết rồi em ơi. Ông Sơn vào đây để. Cứ bình tĩnh, nói em nghe. Ông vào đây để làm hàng trắng với đá. Bây giờ anh tính bỏ trốn. Chứ ở đây trước sao vậy cũng bị già lây. Anh đang gọi điện từ đâu đấy? Anh đang ngoài bờ suối, mới họp xong với ông Sơn. Anh cứ phải bình tĩnh. Ông Sơn mà biết là nguy hiểm đấy. Đằng nào anh cũng chót biết chuyện của họ rồi. Nhưng mà ở đây trước sao vẫn bị bắt. Bắt gì? Anh có liên quan gì mà phải sợ? Tại sao lại không liên quan? Suốt ngày anh đi theo ông Sơn. Cái chuyện này mày đổ bể ra đó, chắc chắn là anh mang tội đồng lõa đó. Làm sao giải thích được? Nhưng mà bây giờ anh mà bỏ trốn là không thoát được đâu. Ông Sơn sẽ cho người truy lùng anh ngay. Tính ông ấy, anh còn lạ gì nữa? Theo em thì bây giờ anh phải làm sao? Theo em, việc đầu tiên anh cứ phải bình tĩnh đã. Đừng có để lộ ý định bỏ trốn của mình. Thậm chí, ông Sơn nói gì, anh cứ làm theo hết. Đừng có mà trái ý ông ấy. Nhưng mà nhớ, việc gì cũng phải báo trước cho em. Hai cái đầu sẽ tốt hơn là một cái đầu. Cao thủ võ lâm chưa gì đã xoắn hết cả quẩy vào, là sao? Nhưng mà anh cảm thấy lo lo làm sao á? Cảm giác như là có chuyện gì sắp xảy ra. Anh mà bỏ đi bây giờ là nguy to đấy. Đời nào ông Sơn lại để một người biết hết những bí mật về mình. Bỏ trốn trước. Thôi bình tĩnh.